những phương án thi đấu của họ, nhất là khi hai đội đã gặp nhau ở vòng đấu bảng. Và ông Park Hang-seo cũng đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình trong hai trận đấu bán kết lượt đi và lượt về với Thái Lan. Nếu như đội tuyển Malaysia đã vượt qua đội tuyển Thái Lan nhờ lượt bàn thắng sân khách để đi đến trận đấu cuối cùng này, thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 chung cuộc sau hai trận đấu cùng có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines của huấn luyện viên Goran Eriksson. Hôm nay thì hai đội đều ra sân với trang phục truyền thống, bộ trang phục thi đấu của đội chủ nhà là áo vàng, quần đen và tất vàng. Còn bộ trang phục của chúng ta là bộ trang phục màu đỏ, gắn liền với những trận đấu giàu cảm xúc, gắn liền với những chiến thắng ở giải đấu lần này, trong đó có cả chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ Malaysia ở Mỹ Đình. Những người đã ghi bàn cho chúng ta ngày hôm đó là Công Phượng và Anh Đức đều không đá chính ngay từ đầu. Đó có thể cũng là một điều đặc biệt mà ông Park Hang-seo dành cho Tan Trang Huê. Ông Christopher James đang đợi đúng thời khắc 19:45 giờ Việt Nam để thổi hồi còi bắt đầu cho trận chung kết lượt đi. Như vậy đội chủ nhà Malaysia sẽ là những người giao bóng trước. Trong hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Quả thực là rất hồi hộp với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam để chờ thời khắc bắt đầu cho trận chung kết lượt đi. Một trận chung kết mà chúng ta đã phải chờ đợi tới 10 năm. Và tiếng còi mở đầu cho trận chung kết lượt đi đã vang lên. Trái bóng đã chính thức lăn. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ vượt qua những áp lực khủng khiếp để thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, để triển khai được những ý đồ mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò của mình thực hiện ngày hôm nay, cho dù để có thể truyền đạt thông tin giữa ban huấn luyện và các cầu thủ là không hề dễ dàng một chút nào dưới một sân đấu có những âm thanh lớn như thế này. Nhưng đó là điều mà các cầu thủ của chúng ta cũng đã quen, quá quen với những bầu không khí như vậy, với áp lực từ các khán đài như vậy. Chắc chắn là được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng để giành được một kết quả có lợi trước khi làm khách trên sân vận động Mỹ Đình của chúng ta vào tối thứ Bảy tới. Người vừa vi phạm lỗi là Phan Văn Đức. Pha trả bóng của Quang Hải, Đức Huy, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, đường chuyền dài, Đức Trinh. Sự xuất hiện của Đức Trinh có thể sẽ tạo ra những bất ngờ cho đội chủ nhà. Trong những phút đầu của trận chung kết này thì Phan Văn Đức đang đá bên phía cánh phải, còn Quang Hải đá lệch trái. Đó cũng là một sự thay đổi trong cách bố trí nhân sự ở trên hàng tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài việc bố trí Đức Trinh đá chính trong trận đấu ngày hôm nay, một điều có thể gây bất ngờ với khá nhiều người, pha lên bóng tốc độ của các cầu thủ Malaysia. Nhưng đó rồi lại là sự xuất hiện kịp thời của Đình Trọng, một trung vệ chơi rất chắc chắn và có khả năng đọc tình huống hay ở giải đấu lần này. Cho tới lúc này thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang là hàng phòng ngự xuất sắc nhất của giải đấu này. Đặng Văn Lâm cho tới lúc này mới phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trước đối thủ Philippines ở trong hai trận bán kết lượt đi và lượt về. Malaysia rất hay ở khả năng pressing tầm cao, nhưng đội tuyển Việt Nam của chúng ta khi cần cũng sẽ làm điều tương tự. Bàn thắng của Anh Đức để ấn định chiến thắng 2-0 trong trận đấu ở Mỹ Đình tại vòng bảng là một tình huống như thế. Khi chúng ta có tới 6 cầu thủ vây giáp những cầu thủ Malaysia, họ không thể lên bóng, và rồi đường truyền của Xuân Trường cho Phan Văn Đức đã được Phan Văn Đức tạo ra một pha bóng xuất sắc để Anh Đức băng xuống và mang về cho chúng ta bàn thắng thứ hai. Đứng trước bóng lúc này là Quang Hải, người đã khai thông bế tắc ở trận đấu bán kết lượt về. Người vừa nỗ lực dứt điểm là Đức Trinh.
Duy Mạnh. Các cầu thủ Việt Nam đang chơi pressing, tranh cướp bóng ngay bên phần sân của đối phương trong ít phút vừa qua. Huy Hùng, Đình Trọng và Duy Mạnh đều đã dâng lên rất cao. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Trong đội hình của chúng ta có rất nhiều những cầu thủ có khả năng chuyền dài tốt. Ngày hôm nay thì đội hình của Malaysia cũng không thể có được những cầu thủ chất lượng ở khu vực phòng ngự. Và người vừa xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta, Mohamed Irfan, là người đã thay vị trí của Aidin Zafran. Aidin Zafran gặp phải chấn thương từ trận bán kết lượt về với Thái Lan và vẫn chưa kịp bình phục. Trong khi đó thì Siami, người đã tạo ra một tuyệt phẩm vào lưới Thái Lan, đã phải nhận thẻ đỏ trận đấu đó, và ngày mai người thay thế là Asnan. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cùng chờ đợi ở tình huống này. Cho đến hôm nay thì đội tuyển Việt Nam dù có 12 bàn thắng nhưng mới chỉ có một bàn thắng được ghi từ tình huống cố định. Vừa có va chạm ở trên sân. Pha làm bàn duy nhất từ tình huống cố định đó chính là cú sút phạt thành bàn của Quang Hải vào lưới đội tuyển Lào ở trận đấu ra quân của chúng ta. Người đã nằm xuống sân sau một pha va chạm trong vòng cấm địa của Malaysia, đó là số 8 Mút Gia Quan. Trọng tài đã nhắc nhở với Đỗ Duy Mạnh. Anh Dũng có thể thấy là ông James Christopher đã nhận được một cái lắc đầu của người trợ lý trọng tài. Ông trợ lý trọng tài đã nói rằng không có một tình huống phạm lỗi của Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải trong tình huống đó. Nhưng những tiểu xảo mà cầu thủ Malaysia tạo ra là điều mà chúng ta phải lo lắng. Quả đá phạt góc của Quang Hải. Quả đá hướng về cột xa và như thường lệ nó hướng tới vị trí của Văn Hậu, cầu thủ có chiều cao 1m85. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Ý đồ phản công nhanh của đội tuyển Malaysia đã thất bại. Hãy hết sức cẩn trọng với số 13 bên phía đội tuyển Malaysia, một cầu thủ gốc Phi có tốc độ, có sức mạnh phải nói là rất tốt, đó là Sumare, người đã gây ra rất nhiều khó khăn cho phòng ngự của đội tuyển Thái Lan ở trong hai trận bán kết. Đường chuyền dài của Đình Trọng. Đức Trinh. Đây chính là lý do Đức Trinh được lựa chọn. Đội bạn cũng đá rất quyết liệt. Những phút đầu tiên diễn ra rất kịch tính. Một tin vui dành cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đó là nhãn hàng Vinaphone sẽ tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng trong trận chung kết lượt đi hôm nay. Đó là một món quà, là một sự động viên cần thiết dành cho đội bóng của chúng ta. Pha phá bóng là của Đinh Trọng. Naim. Talaha. Trước trận đấu này vài ngày, Talaha đã có vấn đề về sức khỏe. Anh đã bị đau nhẹ sau trận đấu bán kết lượt về, nhưng đã kịp bình phục để trở lại trong đội xuất sắc của đội tuyển Malaysia ở trận đấu ngày hôm nay. Chính Talaha là người đã ghi bàn thắng ở đích tỷ số 2 đều để đưa đội tuyển Malaysia vào chơi trận chung kết trong trận đấu bán kết lượt về trên sân của đội tuyển Thái Lan. Đây là Saime. Sumare. Rất nguy hiểm. Đình Trọng đã có mặt kịp thời. Đó lại là một tình huống đọc rất hay của Đình Trọng để phán đoán được ý đồ của đối phương. Gương mặt đáng chờ đợi của đội tuyển Malaysia chính là Sumare, cầu thủ gốc Gambia. Safawi, một cầu thủ có cái chân trái rất hay. Đình Trọng và Talaha. Bóng đã nằm trong tay Đặng Văn Lâm. Talaha cho rằng đó là một pha chuyền bóng về của Đình Trọng. Đó
không phải là một tình huống cố tình truyền về của trung vệ bên phía chúng ta, chỉ là một nỗ lực để xoạc bóng trong chân của đối thủ. Sumare đang được Đoàn Văn Hậu chăm sóc rất kỹ. Safawi không có gì nguy hiểm. Trọng Hoàng rất quyết liệt. Đó là một sự quyết liệt cần thiết và đầy khôn ngoan của Trọng Hoàng. Quả đá biên cho chúng ta. Tình huống dâng cao của Naim. Những áp lực mà chúng ta đang phải đối diện là điều đã được dự báo trước. Sumare. Mặt sân tương đối trơn. Malaysia bây giờ dưới thời huấn luyện viên Tang Chang Hui rất tích cực chơi bóng ngắn. Dù ông Tang Chang Hui là một trợ lý cũ của Raja Goban, đã đưa đội tuyển Malaysia lên đến đỉnh cao vào năm 2010, đấu trường AFF Cup. Một người có triết lý bóng đá phòng ngự phản công, nhưng cách mà Tang Chang Hui đang cho các học trò của mình chơi ở giải đấu năm nay lại hoàn toàn đối ngược với lối chơi của đội tuyển Malaysia dưới thời Raja Goban. Đây là một đội bóng luôn chơi với lối chơi tấn công kiểm soát bóng. Chúng ta thấy những cử chỉ của ông Park Hang-seo. Dưới một sân đấu ồn ào như thế này thì những cử chỉ mà các huấn luyện viên dành cho các học trò đều qua các ký hiệu. Và điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn ở các cầu thủ của mình lúc này đấy là hãy thật sự bình tĩnh, không bị cuốn vào lối đá của đối phương. Đây là trận đấu chúng ta đá trên sân của Malaysia. Và việc giữ những cái đầu lạnh lúc này là rất quan trọng. Đó sẽ là một quả ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thì nhãn hàng Eurowindow cũng sẽ tặng 1 tỷ đồng tiền mặt cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2018. Đình Trọng. Ở thời điểm này trong trận đấu ở Mỹ Đình thì chúng ta đã có bàn thắng vào lưới của Malaysia với pha lập công của Công Phượng. Nhưng đây là trận chung kết và chúng ta đang làm khách, tính chất hoàn toàn khác. Đường chuyền quá mạnh không tới được vị trí của Safawi Rashid. Trong trận đấu ở Mỹ Đình thì Safawi Rashid chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Và vừa vào sân thì cầu thủ này đã thực hiện một quả đá phạt trực tiếp, buộc Đặng Văn Lâm phải làm việc vất vả. Huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên sử dụng Huy Hùng ngay từ đầu, nhưng ông đã có sự chuẩn bị để cầu thủ mang áo số 29 này nhanh chóng thích nghi. Huy Hùng đã có 2 trận đấu liên tiếp vào sân từ băng ghế dự bị. Và Huy Hùng là một trong 2 cầu thủ đã từng đá chính trận bán kết lượt đi ở Salam trước chính Malaysia. Một trận đấu mà Huy Hùng đã chơi cực hay trong chiến thắng 2-1 của chúng ta, bên cạnh Quế Ngọc Hải, người đang có bóng trong chân. Vị trí của Huy Hùng là vị trí mà những trận đấu trước hoặc là Hùng Dũng hoặc Xuân Trường thi đấu. Đức Chi. Vừa rồi là một đường chuyền dài rất hay của Quế Ngọc Hải. Khi Đức Chi có bóng thì Trọng Hoàng đã áp sát khung thành của đội tuyển Malaysia. Safawi và Đình Trọng phá được bóng vào. Bóng trơn và đội bạn vẫn được hưởng một quả đá phạt góc.
Nhưng vừa rồi là một trong những tình huống sẽ tạo ra nhiều những sự cảnh cáo cho chúng ta khi mà Malaysia lên bóng cũng rất nhanh. Về cơ bản, lối chơi của Malaysia là một lối đá vẫn thiên về tấn công biên với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Tấn công biên nhưng họ lại không treo bóng bổng mà thường là những đường căng ngang và những đường truyền tầm thấp, hoặc đi bóng xuống sát đường biên ngang và truyền ngược trở lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Dù trời không còn mưa nhưng mặt sân ướt và bóng trơn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cầu thủ chuẩn bị đá phạt góc là đội trưởng Mốt Gia Quan. Văn Đức. Người chiến thắng trong pha bóng này trước Sumare là Trọng Hoàng. Rất hay, đó là Đình Trọng. Điểm mạnh của Đình Trọng là đọc tình huống, và đó là một tình huống cầu thủ số 21 của chúng ta đọc tình huống quá tuyệt vời. Pha bọc lót rất hay cho Duy Mạnh. Huy Hùng không tới được vị trí của Đoàn Văn Hậu. Huy Hùng cũng là một cầu thủ có khả năng phát động những pha bóng tấn công từ giữa sân rất hay và chính xác. Có thể thấy là mặt sân trơn và khi các cầu thủ của chúng ta chủ động hơn trong những tình huống tranh chấp hay dướn người lên phía trên để đoạt bóng trong chân đối phương thì hay bị trôi, và đã có hai tình huống mà đội bạn tận dụng được điều này để mở những tình huống phản công nhanh. Trong đó có một tình huống mà Duy Mạnh đã bị trôi người và đội bạn đã có pha xuống bóng nguy hiểm ở bên phía cánh trái. Sarun. Cầu thủ gốc châu Phi Sumare đã di chuyển sang cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Malaysia. Cú đánh đầu không chính xác. Đó là Mốt Gia Quan. Một tình huống mà cả Sumare và Saimer Aba đều hoạt động rộng và đảo cánh. Người đã nỗ lực ngăn cản tiền đạo đối phương là Quế Ngọc Hải. Gia Quan lúc này cũng đã có 3 bàn thắng. Trận đấu hay nhất của đội trưởng đội tuyển Malaysia có lẽ là trận đấu gặp Myanmar. Một trận đấu mà Gia Quan có được 2 pha lập công. 2 năm trước, Trọng Hoàng đã từng ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Nhưng đó là trận đấu ở thành phố Yangon của Myanmar. Đường chuyền của Đức Huy và Văn Hậu. Bóng không tới được vị trí của Quang Hải. Tôi nghĩ mặt sân ảnh hưởng đến cú sút vừa rồi của Văn Hậu. Và phạm lỗi cần thiết của Đỗ Duy Mạnh. Đã có thẻ vàng dành cho cầu thủ hậu vệ của chúng ta. Vậy trên sân lúc này đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ. Nếu không có được những sự bình tĩnh thì có khả năng sẽ vắng mặt trong trận chung kết lượt về. Đường chuyền của Quang Hải, Đức Trinh. Hàng tiền đạo của chúng ta hơi mỏng. Không có tiếng còi từ trọng tài người Australia. Đức Trinh đang bị đau. Theo
tôi quan sát trong những trận đấu ở V-League thì Đức Trình là một cầu thủ luôn đá trong điều kiện thời tiết mưa và sân trơn bóng ướt rất hay. Đó cũng có thể là một lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin trao cơ hội cho cầu thủ này ra sân trong đội xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Ngoài ra thì Đức Trình cũng mang đến bất ngờ cho những tính toán của ông Tan Chang Huê. Vì trước trận đấu này thì báo chí Malaysia nói tương đối nhiều tới anh Đức. Cầu thủ đã có một pha làm bàn hay trong trận đấu ở vòng bảng. Park Hang-seo cũng muốn sử dụng Đức Trình như một nhân tố bí ẩn của đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam có hai trường hợp chấn thương mới bình phục nhưng chưa hoàn toàn sung sức. Đó là Văn Toàn và Đỗ Hùng Dũng. Sarun. Và pha bóng của Đặng Văn Lâm. Văn Lâm có thể đã xử lý tốt hơn nếu như mặt sân không trơn. Của Quế Ngọc Hải. Và trước đó là tình huống xử lý tốt của Văn Hậu. Tình huống gài chân của Yêu Phan. Rõ ràng đó là một pha chơi bóng tiểu xảo. Nếu nhìn vào những tình huống phạm lỗi như vừa rồi thì chiếc thẻ vàng trước đó dành cho Duy Mạnh tôi cho rằng là một quyết định nặng tay của trọng tài. Naim đang đá vị trí hậu vệ trái. Phan. Chúng ta đã phần nào giảm được sự hưng phấn của đối thủ. Hai mươi phút đầu tiên của trận chung kết lượt đi đã trôi qua. Hai đội vẫn chưa tạo ra được một cơ hội thực sự rõ ràng nào. Mười năm trước khi đội tuyển Việt Nam nâng chiếc cúp vô địch, chúng ta cũng chơi trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan. Nhưng đó là thời điểm luật bàn thắng sân khách không được tính đến. Rồi chúng ta đã thắng 2-1 trên sân của đội tuyển Thái Lan. Và vẫn cần tới một trận hòa ở sân Mỹ Đình có thể đăng quang. Vừa rồi lại là một tình huống hỗ trợ phòng ngự tốt của Văn Hậu và sau đó là đường chuyền chính xác cho Phạm Văn Đức. Quang Hải đang di chuyển phía trong, Phạm Văn Đức. Sử dụng ngay từ đầu. Một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại cho thấy cái lý của mình. Những quyết định dùng người phải nói là hết sức chính xác. Tất cả bắt đầu bằng Đoàn Văn Hậu với một đường truyền cực kỳ tinh tế. Phạm Văn Đức thì ít khi không tròn nhiệm vụ trong những tình huống như thế này lắm. Rất mềm mại và uyển chuyển. Và Huy Hùng đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để thực hiện pha dứt điểm sẽ giúp cho Huy Hùng được nhắc tới rất rất nhiều. Mạnh Cường nhớ cái pha bóng này nó giống pha bóng nào không? Đó là cái bàn mở tỷ số ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vừa qua. Vâng, và nó cũng là một phương án tấn công nó được chúng ta thực hiện rất nhiều. Quá hay. Bóng không chạm chân số 2 của Malaysia thì có thể bàn thắng đã đến với Quang Hải. Cơ hội đã trôi qua với Quang Hải nhưng nó lại đến với số 29 của chúng ta. Và đó là điều đặc biệt vì đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi với một đội hình thấp. Nhưng Huy Hùng chắc chắn được yêu cầu nhiều tham gia vào phòng ngự cũng đã băng lên với một tốc độ tuyệt vời.
Một tình huống mà mọi nỗ lực của Farizan đều không mang lại hiệu quả. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam vẫn luôn chơi như vậy, cố gắng kéo giãn học phòng ngự của đối phương, kéo hàng phòng ngự của đối phương càng xa khung thành càng tốt, và sau đó tận dụng những khoảng trống ở phía sau lưng. Huy Hùng, người đã mở tỷ số trận chung kết, bị phạm lỗi. Và một lần nữa chúng ta lại phải ngả mũ thán phục ông Park Hang-seo với cách sử dụng con người của mình. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, 12 bàn thắng cho đến lúc này trước trận chung kết đều là những pha lập công của các tiền đạo. Và đây là trận đấu đầu tiên chúng ta được chứng kiến bàn thắng đến từ một tiền vệ. Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải mỗi người đều đã có 3 pha lập công, bên cạnh những bàn thắng của Phạm Văn Đức và một lần lập công của Tiến Linh. Như vậy Huy Hùng đã trở thành cầu thủ thứ 6 của chúng ta lập công tại AFF Cup năm nay. Đội tuyển Việt Nam đang là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất, và khả năng ghi bàn của chúng ta phải nói là hết sức đa dạng. Chúng ta lại đánh bại Malaysia giống hệt như cách chúng ta mở tỷ số vào lưới của đội bóng này ở Mỹ Đình. Chấp nhận chịu trận, co về phòng ngự và lên bóng nhanh khi có cơ hội. Nhưng trận chung kết vẫn còn rất dài và đội tuyển Việt Nam của chúng ta hy vọng vẫn có sự tập trung cần thiết. Và đúng như chúng ta mong đợi, chúng ta đã có bàn mở tỷ số trên sân Bukit Jalil. Và đúng như Khương bình luận trước trận nói, nếu như chúng ta làm điều đó thì sức ép sẽ được đẩy ngược lại. Dứt điểm, cú đá! Con chân cả tuyệt vời! Đó là Đức Huy! Đó là Đức Huy! Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta đã lên tiếng. Khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui của ông Park Hang-seo, niềm vui của số ít các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta đang là những nhân vật chính. Hình như đó là một cú sút bằng chân trái của Đức Huy thì phải. Chúng ta hãy cùng thưởng thức lại cú đá này, một siêu phẩm. Tôi tưởng là Quang Hải nhưng đó là Đức Huy. Và lại là Phan Văn Đức, cú nhả bóng lại rất vừa tầm. Cú đá của Đức Huy khiến cho Farizan không có một chút cơ hội nào. Và có vẻ như chính việc sân hơi trơn một chút, Đức Huy chúng ta bị trượt lại càng khiến cho lực và quỹ đạo của cú đá này trở nên hiểm hóc hơn. Chính xác. Còn trên cả mong đợi, còn hơn cả một giấc mơ khi đây mới phút 26 và chúng ta đã dẫn chủ nhà 2-0 rồi. Chúng ta thậm chí còn đang làm tốt hơn cả những gì mà các cầu thủ chúng ta đã làm được trên sân vận động Mỹ Đình ở vòng đấu bảng. Phải đến phút thứ 60 chúng ta mới dẫn với tỷ số này, nhưng bây giờ đã là 2-0, mới chỉ sau hơn 20 phút. Nhưng từ câu chuyện trước Philippines, chúng ta sẽ phải rất tập trung sau khi có được sự hưng phấn từ những bàn thắng liên tiếp. Trận đấu vẫn còn rất dài, quả đá phạt góc cho Malaysia. Một giác quan. Khó khăn đã qua đi, người đánh đầu là Siamer Apa. Nếu phải tham gia vào những pha không chiến thì có lẽ là đội tuyển Việt Nam cũng không e sợ. Chúng ta có những cầu thủ có chiều cao rất tốt, không hề thua đối phương. Và thực tế thì Malaysia không phải là một đội bóng không chiến giỏi ở giải đấu năm nay. Những niềm vui liên tiếp dành cho người hâm mộ và những niềm vui cũng được dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà nhãn hàng Vinaphone tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam khi chúng ta có bàn thắng trong trận chung kết hôm nay. Và Huy Hùng, người ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết, sẽ nhận phần thưởng 1 tỷ đồng từ nhãn hàng Eurowindow. Một sự động viên và khích lệ rất lớn với cá nhân Huy Hùng. Nhưng trên hết vẫn là chiến thắng, một kết quả khả quan cho đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil trước khi chúng ta trở về Mỹ Đình. Mọi tính toán của ông Tang Trang Huê có lẽ đến lúc này đang bị phá sản và ông sẽ phải có những phương án khác. Malaysia rất có thể sẽ đá không còn gì để mất trong hiệp đấu thứ hai và có thể những phút còn lại của hiệp 1. Đó là thử thách cho hàng phòng ngự của chúng ta, nhưng cũng là thời cơ cho thế trận phòng ngự phản công đã được đội tuyển Việt Nam thực hiện rất xuất sắc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta chưa thể biết được kết quả cuối cùng của trận đấu này như thế nào, nhưng với hai bàn mà chúng ta vừa có được vào lưới Malaysia đã là một vốn rất lớn rồi trước khi chúng ta đá trận lượt về. Một pha phạm lỗi của số 21. Thẻ vàng là điều chắc chắn.
chiếc thẻ vàng dành cho Naim chứ không phải là cho Đình Trọng. Biên tập xe màu của trận đấu đã lên nhầm chúng khi Đình Trọng và Naim đều mang áo số 21. Nhưng chúng ta có thể thông cảm được, anh Cương ạ. Vâng. Bây giờ là một tình huống đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu này thì Trọng Hoàng đã bị căng cơ và tưởng như không thực sự sung sức để đá chính ngay từ đầu. Trọng Hoàng đã có dấu hiệu quá tải sau khi là một gương mặt thường xuyên có mặt trong đội xuất phát của đội tuyển Việt Nam từ đầu giải và luôn là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất, tranh chấp nhiều nhất và thường xuyên bị đối phương phạm lỗi. Quang Hải sẽ thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam, một góc sút mà Quang Hải đã từng ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Và trong một niềm cảm hứng như thế này, khi chúng ta đang chơi với sự hưng phấn rất cao, thì sẽ không bất ngờ nếu như Quang Hải quyết định đá thẳng. Tất nhiên những cầu thủ có chiều cao tốt như Đoàn Văn Hậu 1m85 cũng sẽ tạo nên một pha không chiến hay nếu như đó là một cú chèo bóng. Quang Hải sẽ đá thẳng hay chạm bóng đây? Quang Hải! Bóng đã chạm vào Safawi Rashid. Pha đọc tình huống rất hay của Đỗ Duy Mạnh. Những phút đầu tiên là tương đối khó khăn với Duy Mạnh. Nhưng bây giờ có thể nói là mọi thứ đã qua với cầu thủ áo số 28 của chúng ta và với cả đội bóng của chúng ta nữa. Sarun. Sumare. Pha qua người rất hay của số 13 bên phía đội tuyển Malaysia, nguy hiểm. Hoan hô Đình Trọng, không hề có lỗi. Xuất sắc. Một pha xử lý xuất sắc của Đình Trọng, lạnh lùng, tỉnh táo và giải nguy một cách êm ái. Trọng càng thi đấu càng hay, càng chững chạc và càng trưởng thành qua và từng vừa giải rồi đấu. Là một pha bóng mà Quế Ngọc Hải tạo cơ hội cho đồng đội. Đức Trinh! Tiếc quá. Vẫn cần thêm một cái duyên ghi bàn của Đức Trinh. Đức Trinh đã ôm đầu nuối tiếc nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo thì khích lệ các học trò, xứng đáng được khích lệ với những gì chúng ta đang làm được cho đến lúc này. Nếu cú bấm bóng vừa rồi của Đức Trinh đánh bại được thủ môn Mohd Farizan của đội tuyển Malaysia thì có lẽ là hơi chủ quan một chút, nhưng tôi cho rằng có thể là đội tuyển Malaysia sẽ vỡ trận. Đó là một pha băng ra cần thiết của Farizan, người đã lấy vị trí của Chemat bắt đầu từ trận đấu gặp Myanmar. Quang Hải. Trọng Hoàng. Một số cầu thủ đã không còn giữ được bình tĩnh. Đó là những cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Talaha. Rất nhiều lần ra quan đội trưởng của Malaysia nằm sân và cho rằng mình đã phải nhận một tác động nào đó từ Duy Mạnh. Talaha. Điều trước mặt là Trần Đình Trọng. Vượt qua được Trần Đình Trọng là điều không hề dễ dàng. Đó lại là một pha cắt bóng của Đình Trọng. Azahan. Sumare.
Đoàn Văn Hậu đứng đó và khiến cho Sumare như vào vào một bức tường. Huy Hùng. Huy Hùng có thể nói là một nhân tố bí ẩn mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành tặng cho ông Tan Trang Huệ. Lần đầu tiên đá chính và là người đã mở điểm cho đội tuyển của chúng ta. Ở trận đấu gặp Malaysia tại vòng bảng thì Huy Hùng còn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Bóng trong chân của Huy Hùng. Huy Hùng là một cầu thủ kinh nghiệm mà không lạ gì bầu không khí ở AFF Cup. Dưới thời huấn luyện viên Miura thì Huy Hùng là một trong trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Trong trận bán kết lượt đi năm 2014 ở Sa Lam, Huy Hùng đã cùng với Hoàng Thịnh đá cực hay ở tuyến giữa. Sa Lam cũng có một sức chứa hơn 80.000 khán giả, không kém gì Bukit Jalil. Talaha, cầu thủ 32 tuổi bên phía Malaysia thường xuyên phải lùi về sân nhà. Ifan. Talaha khá nguy hiểm. Đình Trọng rất bình tĩnh. Tôi cho rằng bóng đã từ chân của Talaha đi hết đường biên ngang. Đó là lý do mà Đình Trọng đã có phản ứng với trợ lý trọng tài. Có thể hiểu được phản ứng của Đình Trọng. Cũng đáng khen cho các cầu thủ Malaysia khi họ vẫn đang tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt.